Xin chào các bạn. Hôm nay tôi đã quay lại và sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video tiếp theo trong cái series tìm nguồn hàng Trung Quốc tận gốc. Thì trong cái video này là cái video tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thức để chúng ta làm quen với cái giao diện của trang web Taobao và các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được hàng hóa ở trên này hơn. Thì đây là cái video tiếp theo của cái video để giúp cho các bạn tìm kiếm được hàng hóa. Cái video trước là video mà hướng dẫn cho các bạn lập được tài khoản của Taobao rồi. Thì video này chúng ta sẽ làm quen với giao diện của nó. Bạn nào mà chưa xem cái video đầu tiên thì các bạn kích xuống cái phần mô tả bên dưới nhé. Kích xuống phần mô tả bên dưới thì các bạn sẽ xem được video đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ let's go, tức là đi xem cái giao diện của Taobao nó như thế nào. Các bạn cùng hướng lên màn hình nhé. Rồi, bây giờ các bạn nhìn trên màn hình nhé. Thì các bạn mở trình duyệt ra. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc. Tôi thì tôi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc. Thì các bạn mở trình duyệt Cốc Cốc ra và các bạn gõ là taobao.com. Đấy. Khi các bạn đăng nhập vào trang web taobao.com thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái giao diện của nó. Và các bạn chú ý là ở góc bên này này. Đấy, cái nick này, cái dòng này ấy là cái nickname của các bạn. Khi các bạn đã đăng ký cái tài khoản ở trên Taobao thì nó sẽ tự đăng nhập vào đây. Và thông tin của chúng ta ở đây đây. Các bạn nhìn nhá. Nếu các bạn nào mà chưa có tài khoản Taobao thì các bạn hãy click xuống cái phần mô tả của cái video này. Thì tôi để cái đường link về một cái video số 1 trong cái series này, series video hướng dẫn này. Thì các bạn sẽ xem cái đấy và tạo ra cái tài khoản và đăng nhập vào. Thì khi các bạn đăng nhập vào rồi, các bạn nhìn thấy cái nick nó sẽ ở đây. Và các bạn chuyển sang cái cột ở bên cạnh cái nick đó, đây cái cột này. Và các bạn chọn dòng thứ hai. Đây là dòng Trung Hoa Đại Lục. Tại sao chúng ta phải chọn cái này ạ? Thì vì cái trang web Taobao này nó có thể có ở khắp các một số các nước khác, trong đó có Trung Hoa Đại Lục. Thì chúng ta phải chọn Trung Hoa Đại Lục thì tức là Trung Quốc Đại Lục ấy, thì chúng ta mới có thể mua được hàng hóa với giá rẻ hơn và nhiều hàng hóa hơn và nhiều tính năng hơn. Các bạn có thể dịch cái trang web này ra tiếng Việt. Vì bản chất là cái website này, cái Taobao này là trang web bán lẻ trong nội địa của Trung Quốc và nó sẽ không ship ra ngoài biên giới lãnh thổ Trung Quốc đâu. Nên là cái giao diện của nó sẽ không có ngôn ngữ thứ hai, không có tiếng Anh, không có tiếng Pháp, không có tiếng Việt. Nó chỉ có hoàn toàn tiếng Trung thôi, các bạn nhìn nhá. Tuy nhiên thì cái Cốc Cốc này nó cung cấp cho các bạn một cái công cụ dịch toàn bộ cái trang này. Thì các bạn nhìn lên cái ô này không? Đây, cái ô này có chữ G đây, nhỏ nhỏ này, dịch trang này này. Thì các bạn kích vào đây và các bạn ấn chữ dịch. Thì nó sẽ dịch toàn bộ cái trang này sang tiếng Việt. Đấy, thì các bạn nhìn đây, cái ô này này, cái ô cột này. Các bạn nhìn thấy Trung Hoa Đại Lục chưa? Trung Quốc Đại Lục chưa? Đấy, thì các bạn chọn Trung Quốc Đại Lục nhá. Đấy, Trung Quốc Đại Lục. Rồi. Đấy, thì cái giao diện nó toàn bộ tiếng Trung như này. Thì đây là cái giao diện mà các bạn có thể làm quen với nó. Thì các bạn kéo xuống bên dưới thì có rất nhiều hàng hóa nó nổi bật ở trên cái trang web này. Đấy, các bạn kéo xuống bên dưới có vô số thứ từ mỹ phẩm Chanel rồi đủ các thứ đây. Thế thì ở trên đây thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn cái làm quen với giao diện này. Trước hết là để thế nào để chúng ta tìm kiếm được cái sản phẩm hàng hóa của nó. Thì đây có một cái ô tìm kiếm đây. Các bạn nhìn ô tìm kiếm nhé. Ô tìm kiếm này thì các bạn có thể gõ từ khóa vào. Các bạn muốn tìm cái gì thì các bạn gõ vào. Ví dụ các bạn muốn tìm quần áo, muốn tìm giày dép, muốn tìm mỹ phẩm hay bất kỳ một cái gì đó, các bạn gõ từ khóa vào đây. Tuy nhiên thì các bạn phải gõ bằng tiếng Trung. Nhưng mà các bạn không biết tiếng Trung chẳng hạn thì có một cái công cụ rất là hay. Thì các bạn mở thêm một cái tab mới ở đây và các bạn gõ cho tôi chữ Google dịch. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Google dịch của Google để chúng ta dịch. Ví dụ cái ô này thì các bạn chọn là Việt Nam, còn cái thứ bên này chúng ta chọn là Chinese Simple. Thì ví dụ các bạn muốn tìm cái sản phẩm gì thì các bạn gõ vào đây. Ví dụ tôi muốn tìm là giày. Đấy, thì nó dịch ra đây. Các bạn copy paste vào đây. Copy vào, sau đó chúng ta chuyển sang đây, chúng ta dán cái từ khóa mà đã dịch được vào đây và các bạn ấn tìm kiếm. Đấy, và các bạn chờ một chút thì nó sẽ tìm kiếm tất cả những cái thông tin cho các bạn về giày. Đấy, các bạn nhìn nha, ra rất nhiều các cái sản phẩm liên quan đến giày.
Và các bạn có thể tìm theo rất nhiều các cái thông tin ở đây và các bạn có thể dịch ra nhá. Đây các bạn ấn lại ấn dịch này. Đấy các bạn ấn dịch ra thì các bạn nhìn thấy có rất nhiều là giày phong cách, giày thường, giày vải, giày sỏ ngón, thì các bạn kích vào đây thì nó sẽ ra hết. Đấy. Ví dụ tôi kích vào cái đôi giày trắng nữ đây, giày phụ nữ giày mùa thu đây, kích vào đây. Thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ ra thông tin chi tiết của đôi giày này. Đấy, giá nó khoảng tầm 500 ngàn. Rất là đẹp, có cả video này. Thì các bạn kéo xuống dưới thì các bạn nhìn thấy tất cả cái chứng nhận rồi là hình ảnh đã được chụp đôi giày này rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đấy, size số này. Các bạn nhìn chưa, đẹp chưa? Rất là tuyệt vời, ảnh rất là đẹp, trông như là đôi Adidas đúng không? Đấy. Thì các bạn có thể xem cái video clip họ quay rất là đẹp đây. Đấy, video clip này quay này. Đấy, thì các bạn có thể copy cái video clip này về và để làm cái tư liệu để chúng ta bán hàng. Đấy. Thì đấy là giày nhá. Hoặc là các bạn tìm thêm một cái sản phẩm khác, ví dụ như là bây giờ chuẩn bị sang mùa đông rồi chẳng hạn. Thì áo len chẳng hạn. Đấy, áo len, tôi thử tìm cái từ này xem sao. Áo len này. Thì các bạn gõ vào đây. Đấy, và chúng ta ấn tìm kiếm. Ô đây, đúng rồi, rất nhiều áo len luôn này. Các bạn nhìn này, rất nhiều áo len luôn. Áo len rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, ví dụ rất nhiều áo len đẹp. Rồi. Đấy. Rất nhiều áo len đẹp này. Ví dụ tôi kích vào đây. Đây là chiếc áo len Playboy này, thương hiệu Playboy rất là nổi tiếng này. À, khoảng 500 nghìn. Về đây thì những cái áo len này nó có thể bán tầm 800, 900, 1 triệu gì đó thị trường. Đấy, màu rất là đẹp này các bạn nhìn. Đấy. Đấy, thì đấy là cái cách thức để các bạn có thể tìm kiếm cái sản phẩm của mình bằng từ khóa. Tuy nhiên thì Taobao nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái công cụ nữa rất là hay, là chúng ta có thể tìm kiếm bằng hình ảnh. Tức là các bạn có một cái ảnh, một cái sản phẩm nào đó mà các bạn đã xem ở trên mạng, hay là hoặc là các bạn cầm điện thoại hoặc máy ảnh, các bạn đi ra ngoài, các bạn chụp cái sản phẩm đó và các bạn cho lên đây, thì Taobao nó sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm được những sản phẩm y hệt như thế. Ví dụ nhá, đây các bạn nhìn thấy cái chữ máy ảnh ở trên cái ô tìm kiếm đấy không? Đấy, các bạn ấn vào chữ máy ảnh này và các bạn chọn một cái ảnh. Đây giả sử tôi chọn một cái đôi giày này, ví dụ tôi tìm một cái đôi giày này nhá, thì các bạn chọn đôi giày này thôi. Đấy, và các bạn chờ một lát thì Taobao nó sẽ tìm cho các bạn tất cả, đây nó sẽ tìm cho các bạn đây này, các bạn nhìn nhá, đấy, nó sẽ tìm ra tất cả những cái shop mà bán những cái đôi giày này, đấy đôi giày Nike đây, đấy các bạn nhìn thấy chưa, rất nhiều shop đấy, và các bạn click vào thôi, đấy, thì nó sẽ ra các cái mẫu mã rồi giá đôi này là 3 triệu này, đấy ok chưa, giày chính hãng luôn đấy các bạn, đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì đấy là chúng ta có thể tìm kiếm theo hình ảnh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn nhìn đây nó sẽ có rất nhiều các cái danh mục hàng hóa. Các bạn nhìn kích vào đây nó sẽ ra rất nhiều danh mục hàng hóa cho các bạn chọn. Và các bạn có thể ấn vào chữ Google dịch đây, dịch cả trang lên. Thì các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ có rất nhiều đây. Các cái danh mục ví dụ phụ nữ này, nam giới này, quần áo nam này, polo sơ mi này, rồi đồ chơi trẻ em này. Đấy. Rồi máy móc gia đình này. Đúng không ạ? Ví dụ như là tôi vào máy móc gia đình, tôi vào phần máy sấy tóc chẳng hạn, mùa đông sắp có rồi thì máy sấy tóc cũng sẽ là một sản phẩm rất là hot cho chị em chẳng hạn. Ồ đây là ấn nhầm vào cái sản phẩm đồ điện tử, tôi chọn cái khác đi. Ví dụ như là giày dép túi sách đi cho nó phổ thông đúng không? Túi sách nhá, tôi chọn vào túi xem nào. Túi đây dành cho nam giới đi chẳng hạn, ví dụ một cái từ khóa chung chung như vậy. Đấy, thì các bạn nhìn thấy nó sẽ ra rất nhiều những cái túi sách, ba lô dành cho nam giới, túi đeo tay, túi cặp đây, rất nhiều, đẹp lắm luôn đấy. Đấy, hoặc là các bạn có thể chọn trang sức nhá, kính đi, xem nào. Kính gọng đi. Đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ra rất nhiều các loại kính này. Đấy, gọng kính này, các gọng kính này. Được chưa?
hoặc là chúng ta chọn thêm một cái sản phẩm nữa, ví dụ đồ nội thất đi nhá. Đồ nội thất xem nào, chúng ta có thể xem đồ nội thất xem cái gì nào. Đệm đi, gối đi, thảm vải, rất nhiều thứ này. Đồng hồ treo tường nhá. Xem đồng hồ treo tường. Ôi, có rất nhiều đồng hồ treo tường đẹp này, các bạn nhìn này. Đấy, đồng hồ treo tường rất là đẹp luôn. Đấy, rất nhiều đồng hồ treo tường đẹp. Tiếp một cái sản phẩm nữa nhá. Ví dụ như là thể thao ngoài trời đi. Xem có gì nhỉ? Hay là đồ chơi trẻ em đi, mô hình điều khiển từ xa. Đấy, các bạn sẽ thấy nó ra rất nhiều các cái mô hình điều khiển từ xa đây. Đó, điều khiển từ xa rất là đẹp, từ hồ, máy bay, flycam. Ồ, cái này hay này. Flycam. Đấy, điều khiển từ xa luôn, giá 967.000. Đấy, có hình ảnh bên dưới này, các bạn nhìn này, rất là đẹp luôn và giá rất là rẻ. Đấy, thì các bạn có thể tìm kiếm bằng cách này. Đấy, thì đây là cái video để giới thiệu cho các bạn cái cách thức làm quen với giao diện của Taobao thôi. Chúng ta chưa đi sâu vào cái cách thức tìm kiếm nhé. Thì video clip sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái kỹ năng để các bạn tìm kiếm được những sản phẩm hot nhất, bán chạy nhất hoặc những sản phẩm sale rẻ nhất ở trên này để chúng ta có thể nhập về để bán. Video clip sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm quen với giao diện của 1688 này, giao diện của Tmall này, và các cái cách thức tìm kiếm hàng hóa, đặc biệt tìm kiếm hàng hot trend, hàng sale và cách thức đặt hàng để vận chuyển nó về đến Việt Nam. Các bạn nhớ là like, share và nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, để các bạn có thể xem thêm nhiều cái video clip hay hơn nữa để tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để chúng ta tìm được nguồn hàng một cách dễ dàng hơn và giúp cho các bạn có được một cái công việc kinh doanh thuận lợi. Kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip sau. Chào các bạn và chúc các bạn tìm được những nguồn hàng tốt để kinh doanh thành công. Hẹn gặp lại các bạn và xin chào.